đường không? Về rồi. Chào một ca người đang xem. Anh em hôm nay đang đi Vịnh Hạ Long đi du nghịch. Đấy, núi ngon là cập cùng trên một con du thuyền. Đấy. Đấy. Đây là bố con nhà anh vui chị Hòa này. Đấy. Ghê ghê. Kinh khắc luôn này. Gây yêu một quân mẹ quốc. Em cai của anh Nghe Văn Cảnh. Găng mà hắn đẹp lắm nhỉ. Chào 2k người đang xem. Đồng thế. Chú nhỉ. Còn đây, đây là bác, đây là hoa hậu Hồng Phú này. Đây, còn thằng đi là cháu con nhà cháu cáo dục này, chú Quốc Dục này. Còn con đây là cái chi nhỉ? Sơ lín. Đấy, còn bác đang đeo kính đen, đây là chùm mafia đến từ câu lạc bộ Phúc Cao Hảo à? Chuyện đấy không có người đạp nhanh gì. Kia là người ta kêu à ra đốn người. Làm bài đi mô là ca khí. Cái nha. Cái này đây là anh Lê Gình Vui. Tổng nhà phân phối thịt bò thịt bê mà kịch ghê. Wow, trời đài. Đấy. Đây là tính ra đây là ra chỗ nào nhỉ? Dạ Vịnh Hạ Long chơi. Ba luôn. Bài bắt. Chị.
giao sao mùa. Giao sao mùa không? Ta làm đấy con tô hù mà tí ăn của ấy nhỉ? Làm chưa? Làm rồi. Làm cái hấp lấy mấy cân cả của ấy, mấy nhà mình sẽ lên hết rồi.